liên quan đến một clip đang được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm học sinh dồn một cô giáo vào góc tường rồi chửi bậy, buông lời thách thức, thậm chí có hành vi xúc phạm. Ngày 6 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đã có quyết định số 7710 tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với hiệu trưởng của trường học diễn ra vụ việc này. Theo đó, tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Trần Duy Sáng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú, để phục vụ cho công tác xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên của nhà trường. Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin về video ghi lại cảnh nhiều học sinh được cho là học tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương có hành vi dồn nữ giáo viên vào góc lớp gây bức xúc dư luận. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo huyện Sơn Dương và một số cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, nội dung vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Tuyên Quang yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc. Ông Hoàng Minh Sơn cho rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được. Theo ông Sơn, đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phải chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan, tìm hiểu vấn đề một cách khách quan, thấu đáo, đầy đủ vấn đề, trên cơ sở đó phải có biện pháp xử lý nghiêm. Những gì là trách nhiệm của giáo viên, trách nhiệm liên quan đến nhà trường, lãnh đạo nhà trường. Những gì liên quan đến học sinh, trách nhiệm của phụ huynh. Phải xem xét tổng thể để có những biện pháp xử lý vướng mắc, cần thiết phải chấn chỉnh và rút kinh nghiệm sâu sắc.